và giòn vã. Như quý vị thấy, rất nhiều món ăn rất là ngon. Hello chị. Và Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Wow, hôm nay có rất nhiều món chay rất là ngon nha quý vị. Cái này là tôm dăm nè, bún tàu tôm dăm á, ngon lắm, ngon lắm. Ba đồng. Còn cái này là đồ kho. Đồ kho, đúng rồi, đồ kho. Dạ, đồ kho 4 đồng. Ông đu với điện nhiều ý tên gì vậy con để vô? Cô Diệu Thái. Cô Diệu Thái à. Rất là ngon nha quý vị. Mỗi người một hộp nha. Ủng hộ chùa. Dạ. Ủa, chị. Em vô nhà bếp mà bị gì nó bóng hồi nữa em còn đi làm nữa. 4 đồng là gì? 4 đồng là gì? Rồi cái nào nữa không? Để cho. Còn đây là những món bún rất là ngon. Cái này là miếng xào. Miếng xào. Miếng xào ngon lắm á. Cái này ngọt. 14 đồng nữa nè. Ngon lắm. 8 đồng. Để ngoài cái bao cô Diệu Thái. Diệu Thái à. Miếng xào. 2 hộp chè. Chè là đậu trắng. Chè đậu trắng. Ngon không cô? 8 đồng. Hai hộp chè à. Mắc tiêu rồi nó kêu à, kêu anh. Rất rồi, là hấp dẫn nha quý vị. Món gì cũng có. Đậu xanh nè. Dạ rồi xôi bắp nè, có đầy đủ hết á, rất là ngon. Rồi có xôi lá cẩm nữa. Xôi lá cẩm, xôi xôi nếp than. Wow wow, nhiều món ngon quá. À rồi mắm Thái. Wow. Wow, mắm Thái ngon chưa? Rồi củ cải. Củ cải muối. Muối chua. Wow, quá ngon. Rồi cái này là bánh chuối. Bánh chuối nước dừa. Wow. Nghe là thấy thèm rồi đó quý vị. Yeah, toàn là đồ hấp dẫn à. Món ăn chơi. À, có xôi dĩ nữa. Ok. Yeah, đây, xôi dĩ đây. Có xôi gấc nữa nè. Oh, mày vô, wow. Mày vô. Mày vô, mày vô, có xôi gấc nữa các mọi người. Yeah. Wow, nhìn hấp dẫn nha. Wow. Hấp dẫn. Wow, chúng ta đi coi thử những món gì ngon nữa. Dạ, nhiều món á chị hả, cái này món này ngon lắm rồi. Wow. Ừ. Món đó dưa mắm. Dưa mắm. Dưa mắm. Dạ. Cái này là dưa cải muối đó bác, rất là ngon đó bác. Dưa cải muối. Mua được rồi, mình sẽ ra coi thôi. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật. The Quan Âm Thiền Tịnh Buddhist Charitable Association Incorporated, Hội Từ Thiện Phật Giáo Úc Châu, Quan Âm Thiền Tịnh. Xin cảm ơn những bàn tay, những nhà hảo tâm đã không ngừng đóng góp, mở rộng tấm lòng, cứu giúp người mù tại Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bữa gì chừng nào đi gì cô không biết. Chính tay thân chi, chính tay thân chính. Đây nè, có giấy nè. Nếu mà đi là lại đây bán này. Hôm nay khung cảnh rất là hoành tráng nha quý vị. Lễ Vu Lan Dân Y Ca Sa tại Quan Âm Thiền Tịnh Lensdale.
Lensfield. Dạ khỏe. Mời tới lâu rồi. Mời tới. Kính chào sư Đức Tánh à. Rồi chào cô. Dạ. Kính chào sư. Kính chào sư cô. Dạ. Hôm nay thật là duyên lành con được đến chùa dự lễ Vu Lan. Dạ. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Diếu Mục Kiền Liên Bồ Tát A Di Đà Phật.